thưa quý vị và các bạn nói đến đội mới sáng tạo là chúng ta nghĩ đến chủ tịch hồ chí minh với những tư duy vượt thời đại của người về điều này thì tiến sĩ thạch kim hiếu phó trưởng khoa xây dựng đảng học viện cán bộ thành phố hồ chí minh sẽ có những chia sẻ cụ thể trong chương trình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lần đầu tiên thì rất là cảm ơn tiến sĩ một lần nữa đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay ạ à vâng ạ à, thưa tiến sĩ nói đến đổi mới sáng tạo là chúng ta nghĩ ngay đến chủ tịch hồ chí minh với những tư duy vượt thời đại của người và tiến sĩ có thể minh chứng cụ thể hơn để giúp quý vị khán giả một lần nữa hiểu rõ về vấn đề này được không ạ à? có thể nói rằng một trong những cái đặc điểm rất nổi bật trong cuộc đời hoạt động cách mạng của chủ tịch hồ chí minh và cũng là trong tư duy của người đó chính là cái tinh thần đổi mới và sáng tạo ở đây thì có thể thấy cái điều đó được thể hiện rất là rõ nét qua uh, cái hành trình cứu nước của Hồ Chí Minh, uh, việc lựa chọn của người ra phương Tây năm 1911 đã thể hiện một cái sự đổi mới, sáng tạo trong con đường cứu nước Việt Nam lúc bấy giờ. Trong khi các cái sĩ phu yêu nước Việt Nam uh, thì tìm đường sang phương Đông, uh, sang uh, châu Á, nhưng mà đối với một cái tư duy vượt thời đại, thì Hồ Chí Minh đã có một cái hướng đi mới mới mẻ hoàn toàn để mà tìm ra con đường cứu nước việt nam điều đó đã cho thấy cái sự đổi mới sáng tạo đã có ngay từ khi bắt đầu cuộc đời hoạt động cách mạng của chủ tịch hồ chí minh chúng ta và thứ hai là cái tinh thần đổi mới sáng tạo nó được thể hiện một cách rất rõ nét trong cái việc hồ chí minh vận dụng những cái quan điểm của chủ nghĩa mark lenin để mà hình thành nên đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của cách mạng Việt Nam. Ngay trong những cái tác phẩm như là tác phẩm Đường Cách Mệnh hay là trong những cái văn kiện đầu tiên của Đảng mà do người soạn thảo đó là chính cương sách lược quán tắt trong hội nghị thành lập Đảng thì đều phản ánh một cái tinh thần đổi mới sáng tạo trên những cái quan điểm cụ thể của cách mạng Việt Nam về phương hướng chiến lược của cách mạng, về tập hợp lực lượng của cách mạng về phương pháp tiến hành cách mạng, tất cả những điều đó đều phản ánh tư duy sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và cũng với một cái tư duy đổi mới sáng tạo thì Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta cũng đã có những cái chỉ dẫn vượt thời gian mà sau này lịch sử đã chứng minh rằng là cái dự báo đó, cái chỉ dẫn đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoàn toàn phù hợp. Như là trong cách mạng tháng 8 năm 1945 thì chính bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta cũng đã có những cái dự báo được gọi là những cái dự báo thiên tài trên cơ sở đó hình thành ra đường lối lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam rồi xuyên suốt cái quá trình lãnh đạo kháng chiến chống pháp chống mỹ và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong lúc sinh thời thì người cũng có những cái chỉ dẫn mang tính sáng tạo đột phá à, trực tiếp góp phần hình thành nên đường lối lãnh đạo của đảng đối với cuộc kháng chiến chống pháp và kháng chiến chống mỹ và đặc biệt là tư duy sáng tạo đổi mới của người để lại trong cái bản di trúc lịch sử của người thì đều có cái giá trị to lớn đối với công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước của chúng ta và điều đó nó cho thấy rằng là đổi mới sáng tạo là một cái phẩm chất trong con người hồ chí minh trong tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh và với vai trò là một nhà tư tưởng một nhà lãnh đạo cách mạng việt nam thì những cái tinh thần đổi mới sáng tạo đó của người đã góp phần trực tiếp à, hình thành nên đường lối lãnh đạo đúng đắn của đảng đưa đến những thắng lợi của cách mạng việt nam Dạ, vâng, ạ à. Học bác về đổi mới, sáng tạo và để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên trong đổi mới, sáng tạo, thì chúng ta cần phải làm những điều gì ạ? À, thì có thể nói rằng là trong cái quá trình lãnh đạo cách mạng à, của đảng ta, thì đảng và nhà nước của chúng ta luôn luôn có một cái sự khuyến khích phát huy cái tính năng động, sáng tạo, à, cái tính tiên phong và gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên trong cái sự nghiệp xây dựng, đổi mới đất nước và vì vậy nên là trong các cái văn kiện của đảng trong các cái nghị quyết của đảng bàn về công tác cán bộ thì một trong những cái yêu cầu đặt ra đó là phải khơi dậy được cái tinh thần đổi mới sáng tạo à, dám nghĩ dám nói dám làm dám chịu trách nhiệm dám đột phá đổi mới à, sáng tạo thì những cái quan điểm đó nó sẽ góp phần xây dựng cái đội ngũ cán bộ của chúng ta vừa hồng vừa chuyên à, có năng lực, có phẩm chất, có uy tín trước nhân dân. Và cái điều đó cũng đã được thể hiện một cách rất là cụ thể qua những nghị quyết của Đảng trong giai đoạn gần đây, đặc biệt là cái kết luận 14 của bộ chính trị về phát huy tinh thần sáng tạo của đội ngũ cán bộ đảng viên, khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá, đổi mới. Thì chính cái điều đó nó đã cũng đã góp phần tạo ra một cái sự thay đổi trong cái trách nhiệm ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên và có thể nói rằng là nếu chúng ta phát huy được một cách nó đầy đủ cái tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ cán bộ đảng viên hiện nay thì sẽ giải quyết được rất nhiều những vấn đề thực tiễn đang đặt ra những cái vấn đề nó là những cái tồn động lâu dài nhiều năm nhiều nhiệm kỳ trong cái sự lãnh đạo của đảng của các cái tổ chức đảng và chính quyền các cấp những vấn đề những cái câu chuyện mang tâm tư có sự bức xúc của quần chúng nhân dân mà chưa được giải quyết vì nó thiếu đi những cái sự sáng tạo đổi mới thì nếu mà chúng ta khuyến khích và phát huy được cái tinh thần đổi mới sáng tạo đó thì nó cũng sẽ góp phần giải quyết được những vấn đề đấy trong thực tiễn đặc biệt là nếu mà phát huy được cái tinh thần đổi mới sáng tạo dám nghĩ dám nói dám làm dám chịu trách nhiệm dám đột phá của đội ngũ cán bộ đảng viên thì chúng ta sẽ có được những cái chủ trương mang tính đột phá tạo ra những cái sự thay đổi mang tính bước ngoặt trên nhiều lĩnh vực trong cái sự phát triển của đất nước và sẽ góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo. Yeah. Vâng, như tiến sĩ vừa chia sẻ, thì để khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo của cán bộ đảng viên, Bộ Chính trị đã ký và ban hành kết luận số 14 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Và với kết luận này thì tiến sĩ có những nhìn nhận đánh giá như thế nào ạ? À? Việc ban hành cái kết luận 14 của Bộ Chính trị à, về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo à, vì lợi ích chung thì thực ra đây chính là một cái sự cụ thể hóa những cái quan điểm của đảng về công tác cán bộ và đặc biệt là của nghị quyết đại hội lần thứ 13 nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng ta về đã có một cái sự đột phá về cái chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ đó là xây dựng đội ngũ cán bộ trước hết là người đứng đầu là người có bản lĩnh vững vàng có đạo đức trong sáng có năng lực nổi bật dám nghĩ dám nói dám làm dám chịu trách nhiệm dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong gương mẫu là hạt nhân đoàn kết và chính vì vậy nên là cái kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ sáu dám đấy đã thể hiện một cái sự kế tục và phát triển trong cái tư duy của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ tạo thêm một cái động lực to lớn để đội ngũ cán bộ có thêm bản lĩnh trong cái việc dấn thân mạnh dạn trong cái tư duy sáng tạo đổi mới, trong triển khai à, trong việc thực hiện các phương pháp tổ chức quản lý để mà có thể kịp thời tháo gỡ những cái điểm nghẽn à, trong cái mang tính cấp bách trong cái quá trình à, lãnh lãnh đạo của Đảng trong cái sự phát triển của các cái địa phương, các cái đơn vị, tránh những cái việc làm mang tính lối mòn à, rồi là những cái việc làm mà nó theo cái tư duy cũ hoặc là mang tính giáo điều, máy móc, kinh nghiệm và có thêm những cái cơ hội để cho đội ngũ cán bộ có cái sự cống hiến nhiều hơn nữa đối với sự phát triển của đất nước. Việc ra đời kết luận 14 của bộ chính trị cũng đã cụ thể hóa cái chủ trương cán bộ sáu giám của nghị quyết đại hội 13 và cũng đã mở ra để cái chủ trương này nó tạo thành những cái quy định cụ thể của nhà nước về việc xây dựng đội ngũ cán bộ rồi từ đó sẽ góp phần là hoàn thiện một cái hệ thống thể chế về đội ngũ cán bộ của chúng ta trong thực tế và trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ xây dựng được một đội ngũ cán bộ các cấp đúng như là cái kỳ vọng của đảng ta đó là có năng lực, có uy tín, có phẩm chất, có đạo đức. Yeah. Yeah. rất là cảm ơn tiến sĩ về những chia sẻ vừa rồi. Yeah. Với ngài thưa quý vị và các bạn có thể thấy rằng là để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, Mỗi cán bộ đảng viên phải luôn trăn trở suy nghĩ để đưa ra được những sáng kiến, những giải pháp mang tính căn cơ và đột phá nhằm giải quyết có hiệu quả những yêu cầu mà thực tiễn đã đề ra. Và đến đây thì thời lượng của chương trình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cũng đã hết. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin mến chào, hẹn gặp lại trong các chương trình phát sóng tiếp theo.